Hải Sơn có thể chia sẻ với gia đình được không? Mẹ mình là giáo viên. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình tràn tràn. Xin chào các bạn, bọn mình lại quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ lại đến với những trò chơi nhạt nhẽo của Minh Múc. Và trò chơi ngày hôm nay của bọn mình sẽ là... À không, trò chơi này cũng không nhạt nhẽo. Trò chơi này là trò chơi mang tính giáo dục. Cái này là ý tưởng sau khi mà mình và anh Huy là hai người mà tồi tệ nhất với cái khoản chính tả của văn phòng. Nên ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi. Trong các từ sau, từ nào đúng chính tả? Chân châu. A. Chân châu. B. Bông châu. Từ C. Chân châu. Và D. Chân châu. Easy. Easy vậy, B đúng không? Chân châu đi. Chân châu anh ơi. Chân châu á? C. C á? Ừ. Và nó nhìn vào đáp án C. Chân châu. C. Đúng rồi. C. Chân châu. Chắc chắn rồi. Ui. Hai phai. Ok. C. B4 là nút lên đã sổ thẳng, chéo sổ thẳng, sổ thẳng. Đây. Chỉ ra bản D là thấy tai ngọ nguậy. Đáp bản D. Đáp án mình là C. Đáp án mình là D. D. Hay anh biết. A. Trò chuyện. Đơn giản này D. A. Chắc chắn A. Trò chuyện. A nhờ. A nhờ, gật đầu, ok A. Chuyện là kể bằng miệng, còn chuyện là viết bằng chữ. Anh nghĩ là B. B đúng không? Xúc xắc 2X đúng không? Chắc thế. Hay là C nhỉ? 1X 1S đúng không? Anh chọn B. Anh chọn C. Ê, từ này khó nha. Cái này hình như là B à? B đúng không? Đấy, nó đoạn đúng là tai sẽ kiểu động đậy một chút. Cái này là em nghĩ là D bởi vì cái hồi mà em học lý thuyết xác suất đi. Không thấy em cứ ra mấy cái bài này. Xúc sắc. Xúc sắc. D. Ui. A hay B đều được à? Không, em học trong sách giáo khoa nó ghi là sờ sờ mà. Chị có phải sách lậu rồi. Sách lậu gì? Ha, A á? A là xúc vật. Xúc sắc. Xúc sắc có chắc không? A là sao mà đúng được, sao xúc mà ngay S được. Đâu, tiếng Tây của nó là dice mà. Tiếng Tây là gì có xúc sắc hay không? Nó không liên quan. Đó. Dice the bullet. Vâng ạ, mình đã sai ạ. Vâng, sai hết. Nay bọn mình sẽ chơi. Em là người không sai chính tả. Nay bọn mình sẽ chơi. Em là người không sai chính tả. Chương trình. À. Chương trình. À. À. Đấy. À. Chương trình. À. Rõ ràng à. Không cần đọc hết biết. Sời ơi. Milo xịn quá. Cái này hơi căng này. Rục rã. Dục dã. Dục dã. Hay là dục dã. Dục dã. Kiểu là chữ phú nhỉ. C dục dã. Câu này khó quá, nó không biết. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao. À, mình chắc là mình sẽ chọn là C rồi. Rục rã. À. Có thể chia sẻ với gia đình được không? Mẹ mình là giáo viên. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình tràn tràn. Nhưng mẹ mình là giáo viên dạy toán nên mình thi được 9 điểm toán đại học. Mình nhà mình không có ai giỏi văn cả. Thế mẹ thấy cái môn vừa đấy quản trị mày học mày được bao nhiêu điểm? 6 điểm đúng không? Cái đấy là văn anh ơi. D. D á, sáng lạn á. Nào. B. Sáng lạn hả? Ừ. Nhớ. Sai á. Sán lạn là tương lai, sán lạn D đúng không? Sán lạn. Ui dồi ôi, thấy chưa? Sao lại thế? Sán lạn. Ờ, hay Việt Nam hay đọc tranh là có một tương lai sán lạn đúng không? Ừ, em tưởng là sán là phải kiểu nó sán. Có một tương lai, có một tương lai sán lạn. À, sán lạn. Ồ. Thật ra cái câu này thì có thể có nhiều đáp án bởi vì là có một số các bạn sẽ lựa chọn đáp án D. Anh nghĩ là D. Sát nhập Sky forever A. Vì đấy là ngôn ngữ riêng của các bạn ấy, nhưng mà đối với mình thì chắc là nó phải là sát nhập hay sắp nhập nhỉ? Chắc là B đấy. Sát nhập. Ừ. À. Sát nhập chứ. Sát là giết à? Sát nhập. Liên thiên, luyên thuyên, huyên thuyên, luyên nguyên. Liên thuyên. Nguyên thuyên. B. Mình hay nói nhanh ấy, liên tha liên thiên ấy. Em hay nói liên thiên. Liên thiên đúng không? Ờ, liên tha liên thiên ấy. Chắc là B rồi. Huyên thuyên á?
Chưa chưa nghe thấy ai nói từ huyên thuyên bao giờ. Cái đứa mà... làm cái này sai chính tả nhiều quá. Huyên thuyên cũng được. Huyên thuyên mà. Huyên thuyên mà đi. Huyên thuyên á. Huyên thuyên chứ có ai đọc là huyên thuyên à, tức là nói huyên thuyên chứ không phải nói huyên thuyên à. Ui. Ui. Không thể như thế được. Ủa sao đi em. Cả hai từ đều đúng nhưng từ huyên thuyên ít dùng hơn. Ừ. Chưa bao giờ nghe huyên thuyên cả. Huyên là ồn ào như trong huyên áo, thiên là trời, huyên thuyên là nói làm ồn ào cả trời. À, từ góc tàu. Xuất sắc. B. Xuất sắc. B. Chắc là B rồi, chính xác quá. Ghê gớm. D. Ghê gớm. Không bao giờ có chuyện có chữ G mà không có chữ H đúng không nhỉ? Làm gì có chuyện ấy đúng không? Gật. D. Ghê gớm, D. Là cái này là cơ bản ấy chứ nó không phải là kiểu bị nhầm đâu, cái này là ơ còn mấy cái từ dễ nhầm hơn nhiều. Đường xá à? B. Hả? Ừ. Xá đấy là phần đất tạo thành một đường dài, còn xá kia là nhà cửa như kiểu là cư xá. B, thật ra đường xá cũng đúng nhưng mà thôi bỏ qua đi, chắc là ý nó đây là đường xá. B. Easy. What the fuck? Em vừa vào A hay B mà. Đường xá chứ xá lợi ích chứ nhở. Khi mà bạn không biết chọn gì các bạn hãy chọn D. Tất cả các bạn trên. Vô hình chung. B thôi. B chắc là B à? B. Vô hình chung á? Thế mình biết chính tả sai nhiều thế. Vô hình chung là TL á? Vô hình chung phải là CS nhỉ? Nhưng mà không có nghĩa là vô hình chung là sai. Nói chung ấy, làm MC nó là kiểu này. Tức là có một cái thuật, có một cái cách mẹo khi mà các bạn làm cách, tức là người ta khi mà vào đài tiếng nói là gì, người ta dạy các bạn là cách nói sao cho chuẩn chờ và chờ ấy. Tức là các bạn hãy nói một cái âm vực mà nó giữa hai cái đấy, tức là nó sẽ không nặng quá, không nhẹ quá, là chờ. Đó, chứ không phải là chờ đâu. Nghe rất là kiểu bị từ nhá. Văn, viết đi. Vô hình chung là một từ mới được đưa vào một số từ điển thời gian ở đây, tôi biết là mày làm thế này mày hay biết. Thôi nói chung là các bạn nhớ nhá là vô hình chung là khi ta viết như vậy. Su D. Cá nhân anh. Ừ, anh đoán đi. Điều rồi. Cái B ngu đấy. D. Tôi đơn giản đấy, su trời. Nói chung là mình nghĩ là mình sẽ nghiên cứu lại về cái mặt ngữ pháp của Việt Nam để có thể nâng cao hơn thêm cái trình độ tiếng Việt của mình. Người Việt học tiếng Việt khó ơi, thế ngoài. Đấy, khâm phục mấy người nói giỏi tiếng Việt bạn. Không nói giỏi tiếng Việt, anh có bảo nói với cả ấy, nói với cả viết tiếng khác nhau. Yeah, bye.